Chào anh em nha anh em ơi. Hôm nay lên cho anh em bộ 54 lòng Aibon anh em nha. Thì cái bộ này mình để cho anh em là 3 củ rưỡi là đầy đủ đầu lòng như thế này là không dên anh em nha. Còn nếu mà anh em muốn đi dên lớn 110 gạch leo thì thêm 5 xị nữa. Đó là chẳng 4 củ anh em nha. Còn anh em muốn đi dên đôn sum 13 tay 3 thì là 4 củ rưỡi là đầy đủ. Dên đầu lòng đó là 4 củ rưỡi cho cấu hình là 54 lòng Aibon. Đầu thì đầu sum luôn. Đó, dên này dên sum 13 tay 3. Rồi nếu anh em đi dên gách leo, dên lớn gách leo 110 thì nó là 3 củ rưỡi anh em nha. Đó. Đó là 4 củ. Rồi cái bộ không có đầu lòng, không có đầu lòng không dên mới là 3 củ rưỡi anh em nha. Rồi thì mình quay sơ cho anh em xem nè. Đó, cam cò lò nha. Cam cò lò nha anh em. Trái nè, trái đã canh nén sẵn theo bài cho anh em hết luôn nha. Đó. Rồi hai cái cây sức bắp sum nè. Thì nói chung á 54 này anh em thích của ai thì anh em cứ xài. Đó, anh em đừng có chê bắt kẻ. Thì nói chung á là đã canh theo bài rồi á thì tùy theo cái bài của người ta anh em nha. Tùy theo cái bài của người ta chứ anh em đừng có so sánh anh em nha. Đó, anh em nhìn hút xả nè. Đó, cái lỗ bô nè, thoáng như thế này nè. Đó, rồi lỗ xả nè. Thì cái này mình canh sẵn cho anh em ba bạc lỡ nha. Canh sẵn cho anh em ba bạc lỡ. Về anh em chỉ ghép vô anh em đi thôi, không có cần canh cơ khí nữa anh em nha, không có cần canh cơ khí nữa. Thì á 54 này á là 54 canh sẵn cho anh em. Thì là mình á là người ta bán cho anh em á là người ta bán cho anh em cả một cái công nghệ trong này. Nó mình đã canh sẵn cho anh em rồi, anh em đừng có nên so sánh. Quan trọng là cái bộ của anh em lắp lên xe đi có đạt hay không, đi có nhẹ xe, có im máy hay không đó. Cái phần đó mới là phần ăn thua anh em nha. Rồi còn cái giá là nó không bao giờ nói lên được cái chất lượng đâu anh em. Giá không bao giờ nói lên được cái chất lượng ngang nhau như thế nào đâu ha. Đó. Đây cam cò nè. Cam này là cam cò lò anh em nha, cam cò lò nha. Đó, cam cò lò. Anh em đi thì bao cho anh em luôn. Rồi cái bộ này bao gồm cho anh em lò xo đầy đủ, nói chung là phần đầu lòng là đầy đủ những món cần thiết cho anh em nha. Còn ba cái móng này kia, chén móng rồi kia thì anh em cứ lấy bên cái đầu zin của anh em bỏ qua bình thường đó. Rồi cái này đầu bộ này đi xin cam 86 cho mình anh em nha, đi xin cam 86. Rồi bộ này nói chung á là lên 54 thì anh em bắt buộc anh em phải trẻ máy rồi. Nếu mà zin anh em 110 sẵn anh em cũng phải tháo ra, anh em đi ép zin cái mà anh em mới lên được, nó mới im ha. Đó, đã lên rồi thì đem cọc lóc ra cho anh ta đi móc, không có bao nhiêu hết trơn á anh em. Đó, móc cọc lóc bỏ cái lòng này vô. Rồi canh gòn thôi, nói chung á là mình canh cơ khí cho anh em hết rồi, anh em về không có cần đụng tới cơ khí nữa anh em nha. Anh em nhìn cái chảo nè, đó, hút xả nè, hút xả là siêu thoáng luôn anh em nha, hút xả nó là siêu thoáng đúng theo bài luôn anh em nha. Đó, thì đi cho anh em là bao lực bao im, đó, mình cũng làm rất là nhiều cục rồi, đó, bao im cho anh em luôn nha. Về anh em chỉ cần canh gòn thôi, sức bắp có sẵn, bạc ắt có sẵn cho anh em luôn, bạc ắt có sẵn. Trái đã canh nén theo bài cho anh em luôn nè. Móc sức bắp thì cũng móc cho anh em là rất là tỉ mỉ luôn anh em nha. Nó không có đụng chạm gì đâu. Rồi anh em nào cần cái bộ này thì để lại bình luận cho mình nha anh em nha. Để lại bình luận cho mình. Anh em muốn cần lẻ thì anh em cứ báo mình. Bộ cam cò này mình có để trong giỏ hàng á. Anh em nào cần thì bấm vào giỏ hàng của mình tham khảo anh em nha. Rồi cảm ơn anh em.